chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Mạnh Mê Xe và lại là Hằng đây. Thì cũng lâu lắm rồi mình không có ra video, thì hôm nay mình quay trở lại để lên cho mọi người một dòng xe mà hiện tại đang rất là hot, đó là F155. Bên cạnh mình đây là hai con xe với phiên bản tiêu chuẩn, bên cạnh đây là màu cam, còn đây là màu đỏ nha. Màu cam này thì nó rất là bắt mắt này, rất là thể thao và cá tính, còn màu đỏ thì phù hợp cho những ai mà mạnh hỏa mọi người. Bên ngoài hình xe thì mọi người thấy là nó rất là thể thao, năng động, phù hợp cho những bạn thanh niên này. Tại vì dòng xe này là dòng xe tay côn với động cơ phân khối là 155 VBA thì rất là khỏe, nhưng mà giá cả thì cực kỳ phải chăng và rất là nhiều phiên bản và màu cho mọi người lựa chọn. Về đồng hồ thì là đồng hồ thông minh này mọi người đó. Thì đối với con xe này hiện tại bên mình giá xe nó đang dao động là 44.500.000 là giá đã bao gồm thuế rồi nha mọi người, bao gồm thuế VAT. Thì nếu những bạn mà chưa có đủ điều kiện mua tiền mặt thì bên em có chương trình góp luôn nha mọi người, chỉ cần trả trước khoảng 4 triệu, có căn cước công dân và đủ 18 tuổi thì sẽ nhận được xe trong ngày luôn. Hồ sơ thủ tục chỉ tầm từ 15 tới 30 phút là xong rồi. Ngoài ra thì mọi người khi mua xe trong tháng này sẽ được nhận cái chính sách ưu đãi từ bên nhà máy, đó là được hỗ trợ phí đăng ký xe 2,5 triệu lên tới 2,5 triệu nha mọi người. Khi mọi người mua xe trong tháng này sẽ được thời đó. Ngoài ra thì bên em còn hỗ trợ tặng cho mình cái combo quà tặng trị giá 1,5 triệu. Những ai liên hệ trước với em sẽ hỗ trợ cho mình về chi phí đi lại dao động từ 300 tới 1 triệu. Mọi người còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay số điện thoại trên hotline cho em để em tư vấn này, về chương trình góp này, về màu sắc xe này, về phiên bản xe này. Và địa chỉ bên em hiện tại thì là ở số 6 khu phố 1 phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nha mọi người. Mọi người liên hệ ngay cho em Hằng để nhận được nhiều ưu đãi hơn nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video của mình, thì mình xin kết thúc video lại tại đây nha. Thì mọi người cần liên hệ, mọi người cần tư vấn thì cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em nha. Em sẽ tư vấn cho mọi người về màu xe này, chương trình góp này, thủ tục góp này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình, thì video của em đến đây là kết thúc nha. Mọi người cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên em để được nhận nhiều ưu đãi với chương trình từ bên em nha. Cảm ơn mọi người, xin chào, hẹn gặp lại những video sau.